Nhanh cái tay lên. Mẹ đi làm đẹp về rồi đây, múi được không? Được, múi đẹp đấy. Đấy, mất tiền khác, xin gái ảnh lên. Thế hai bố con ở nhà có bắt nạt nhau không? Đâu, có gì đâu, ở nhà bố con yêu thương nhau lắm. Dạ, đúng không con? Thế làm sao? Đây thầy, mẹ không nhìn thấy à? Con lớn rồi, thì biết dọn nhà chứ. Bố Hải nói đúng đấy, thế còn chuyện gì nữa không con? Hết rồi. Có chuyện gì? Nói luôn. Đây mẹ nhìn đi. Chết chưa? Ăn rửa mắt này con. Sao đó nữa? Để mẹ kiểm tra xem tình hình học tiếng Anh đến đâu rồi. Vâng ạ. Chữ này tiếng Anh đọc là gì? Ash. Thế chữ này tiếng Anh đọc là gì? Beach. Yên tâm nói. Còn chữ này? C. Ghê, mẹ mà thấy chưa? Học hành nó phải vậy đi, mẹ cứ yên tâm. Được đấy, vậy từ này dịch sang tiếng Việt đọc là gì? A. Ai dạy con vậy? Con thấy cô giáo đọc A. Ơ, bố ra ngoài đường ngủ à? Sao đó được. Bố làm gì đấy? Bố đang nhỏ thuốc. Bố đang bị đau mắt à? Không, nhỏ vậy. Thế bố nhỏ thì làm gì? Nhỏ để nhìn tương lai nó sáng hơn. Thế bố nhìn được gì chưa? Bố nhìn thấy rồi. Thấy bố đang cắm cô giáo ấy. Bố đưa con nhỏ thử xem nào. Thấy gì không con? Con thấy bố sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi đấy. Thôi đưa mẹ để mẹ nhìn tương lai xem nào. Láo nháo nó quen đi. Bố định lừa trẻ con à? Sao đó được. Bẩn nhờ. Thôi dọn rác đi con. Vâng. Bẩn thế nhờ. Mày nhìn cái chó gì? Thái móc tay vào túi, khả năng có đồ, tôi hỏng rồi. Bố có cái gì mà chú ấy sợ vậy? Có cái gì đâu, quả bóng bay con, bố cho con này. Thôi, nó ra đi con. Ô, mẹ bố cái thằng này cho ném rác vào đây. Sắp xếp cái thằng này thì đúng này, 1, 2, 3, 4, 5. Hôm nọ ai lại con học? Bố. Ô kìa. Ô cái gì mẹ, bố dạy con vậy mà. Nào, hôm nay mẹ dạy con bài mới nhá. 1 cộng 2 bằng mấy? Này, con làm đi. Bố bằng mấy? Thì bố biết. Thì giúp con đi, bố có 2 bằng mấy. Ok bố. Xong rồi mẹ ơi. Tôi toàn rồi. Trở lại nhỉ? Bố quen rồi. Ông Hải đâu? Có đâu, hôm nay cái tẩy lông này mang ship đây. Ok. Nhớ phải lấy tiền nhá. Ok. Bố Hải nay đi giao hàng sớm thế. Cô giáo ơi, ai kìa đây? À, các em, nay nhỏ nó lai đến. Vâng.
cô giáo vào nhá. Ơi, ra lấy hàng chị ơi. Cái gì mà cả vui nách chấm tẩy lông này. Anh ơi, hàng gì thế anh? Anh ơi, cho em xin hàng. Em muốn ngắm anh lâu thật lâu. Em biết anh của em bao nhiêu tiền vậy anh? Không lấy tiền đâu. Thế em cảm ơn nhá, em đi vào luôn đây. Khoan đã. Sao vậy anh ơi? Hình như sáng nay em lai cô giáo đến nhà anh đúng không? Vâng, em là bạn cô giáo mà. Thế em dạy môn gì? Em dạy môn tiếng Anh ạ. Bố mày cho con đi học đàng hoàng nghe chưa? Đừng có mà vớ vẩn. Yên tâm, mình chỉ con cái mà nhá. Dạ, chào cô giáo ạ. À, bạn Thố đây à? Vâng, con chào cô ạ. Thế con có thích học tiếng Anh không? Con có ạ. Nhưng mà anh ơi, hiện tại bây giờ lớp em đông quá, chắc phải sang tháng em phải sắp xếp cho cháu học được anh ạ. Cô giáo ơi, cô giáo cố gắng giúp cho bạn tối bạn học đi. Bạn ham học lắm cô giáo ạ. Thôi rồi, em thấy cháu ham học quá, thế mà anh sắp xếp cho cháu đi học luôn nha. Mẹ ơi, cảm ơn cô giáo nha. À, bố hãy cảm ơn cô giáo ạ, con về có mách mẹ. Ý, bố gì muốn tốt cho con thôi. Con chào cô giáo nhá, em về đây. Bố hãy bị được ấy. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhưng mà mày đừng nói mẹ nhá. Vâng. Thấy chưa? À, bố cho con đi học nha. Vâng. Ông đâu đấy? Thì cho con đi học tiếng Anh nhưng cần đi đâu nữa? Hôm nay xe lương về, ông ở nhà bán hàng, tôi cho con học cho. Không được, mẹ mày đang đau mắt đỏ, đi lên cho các cháu là chết. Con thấy mắt mình cũng đỏ. Mày chưa biết cái gì mà. Thôi đi. Cứ hôm gặp cô giáo tiếng Anh thì cô giáo này chán thế. Bố định đuổi cô giáo à? Còn cái gì ngay? Bố mà đuổi cô giáo đi con mách mẹ. Mày định mách mẹ cái gì? Con mách mẹ hôm qua bố ôm cô giáo tiếng Anh. Ủa hiểu không? Thôi được rồi. Bí mật nha. Đi học. Bố ơi, cho con đi học đây. Bố định làm gì đấy? Bố có cách để từ nay không phải đưa con đi học nữa. Cách gì vậy bố? Liệu có ổn không bố? Con yên tâm, cứ nghe theo bố là được nha. Rồi, đi rồi. Cô giáo ơi, tình hình là cháu đau chân, khả năng cô sắp xếp lịch đến tận nhà dạy cho cháu cô giáo ạ. Thế cháu có đi được không anh? Dạ, cháu không đi được cô giáo ạ. Nói chung là cháu đi khó khăn lắm cô giáo ạ. Thôi được rồi, để em thu xếp lên tận nhà dạy cho cháu anh nhá. Yeah, cảm ơn cô giáo nhiều nhá. Ơ, nhưng mà anh ơi. Đi về nhanh lên. Nhanh lên chứ nào, mày làm bố con nhục lắm rồi đấy. Ai bảo bố con cho con đi chơi không? Bố thích cô giáo dạy tiếng Anh đúng không? Ừ thì sao? Bố có muốn cô giáo về đây không? Con. Thế bố phải cho con đi chơi ở Bixi. Được, đơn giản. Nhưng mà bố phải cho em khám đi nữa. Thôi được. Nhưng mà cô giáo không đến đây dạy thì sao? Bố yên tâm, con có bí mật của cô giáo. Bí mật gì? Bố muốn cho con đi chơi đá. Cháu phải vào việc. Đừng mua nhiều linh tinh con nhá. Thầy ơi. Đi đi bố. Đi chơi vừa thôi con. Ok bố. Từ từ thôi con. Kìa, lại chơi linh tinh cho con. Thì bố chạm giúp con một tí nữa sao? Con chào lát, đi xuống đi bố ơi. Thôi em ơi, đồ chơi này xấu lắm đi. Em vừa vào đây chỉ có cái đẹp cho.
Thôi đi vào đi con ơi. Bố cứ bình tĩnh, chỉ ngờ cô nói cho bí mật của cô giáo cho à. Ờ, chọn tiếp đi con. Ôi, thế nữa này. Mày chẳng làm cho. Thôi, vừa thôi con, nhiều lắm rồi đấy. Bố cứ bình tĩnh, con sắp nói rồi. Ừ, thôi nốt lần này thôi nha. Thế bí mật của cô giáo là gì con? Có gì đâu bố, cô giáo bị hồi nách kể. Quỷ đen hả bố? Ừ, quỷ đen của bố đây, làm sao? Con có bảo sao đâu. Mách mẹ mà đi, quỷ đen của bố mày đây. Mách mẹ để cho bố ngủ ra ngoài đường à? Mọi khi anh mách mẹ lắm cơ mà, mách đi. Không, bố lại mò xuống cô giáo gì con biết thử à? Thôi, giúp bố lần này đi, nha. Thôi được rồi, con giúp bố lần này. Hở ra là một quỷ điên, liệu có thể hồn đấy? Chú nộp nha. Chú thích học môn gì? Chú học môn tiếng Anh. Tiếp đi cháu. Chú thích học môn gì? Chú cũng thích học tiếng Anh. Đây. Dừng lại. Chỉ học môn tiếng Việt thôi. Quên thân đi, nghe tiếp theo. Hết giờ rồi thôi nha. Cô giáo ơi, hết giờ rồi, thôi đi vào học đi. Ok, thế không đợi bố Hải à? Để bố Hải học sau. Nào, bận cứ cho cô biết đây là quả gì. Xoài to đi. Này, học hành với A Cốt rồi học bây giờ. Vâng. Xe nồi nhá. À đây rồi. Cô làm cái gì đấy? Anh hơi bị được đấy. Biết đâu, anh cứ tưởng là mẹ xem. Hôm nay trời mưa, cô giáo lấy quần áo của em mà. Lần sau cô giáo mượn quần áo của em nhớ anh nhá. Này, bố qua mẹ xem đi. Mẹ thấy tháng này chi tiêu hơi nhiều đấy. Có khi phải cắt giảm nhân sự. Thế mẹ định cắt giảm gì? Mẹ định cắt giảm tiền ăn, tiền học, tiền điện. Nhất là tiền học thêm của con. Không được, việc học hành của con cái là quan trọng nhất. Không phải cắt giảm khoản đấy, đúng con? Đúng. Không được, trong hai cô phải một cô tạm thời nghỉ. Thế thì cắt cô tiếng Việt đi. Sao bố lại cho cô tiếng Việt nghỉ? Thì biết rồi đấy. Bố cũng thích cô tiếng Việt thì cho cô nghỉ còn sao nữa. Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ, và không ai muốn chia sẻ những gì tôi. Biết ngay đấy mà. Cô về nghỉ ngơi nhá, thế nào có khỏe lại lên dạy cho cháu sau nhá. Vâng. Sao lại nghỉ? Cô giáo chân tay đau này thì dạy sao được? Ừ thôi, cho cô giáo về cũng được. Cô về nghỉ ngơi nhá. Vâng. Đường của giáo thật đấy. Giờ về không ai chăm mà chân tay thì đau. Bố mẹ thì bất tử. Ôi, thưa cô, cô giáo cũng mới một mình. Ơ, à, cô giáo có một mình à? Ừ, cô giáo cũng mới một mình ấy. Vậy thôi cô giáo ở lại tôi chăm. Thôi, em về nhà cũng được chị ạ. Nhà có ai đâu mà về hả cô? Đúng đúng đấy, thôi cô giáo ở lại đi. Thôi vậy cũng được anh ạ, nhưng mà chân em đau lắm. Qua lại chân đau có đi được đâu, thôi đi vào đây nhá. Thôi đi vào đi con.
Ờ, bố mẹ cô giáo mất bao giờ nhỉ? À, bố cho con đi học nha. Vâng. Ông ở đâu đấy? Thì cho con đi học tiếng Anh, nhưng cần đi đâu nữa? Hôm nay xe lương về, ông ở nhà bán hàng, tôi cho con học cho. Không được, mẹ mày đang đau mắt đỏ, đi lên cho các cháu là chết. Con thấy mắt mày cũng đỏ. Mày chưa biết cái gì mà, thôi đi. Cứ hôm gặp cô giáo tiếng Anh, thì cô giáo này chán thế. Bố định đuổi cô giáo à? Còn cái gì ngay? Bố mà đuổi cô giáo đi, con mách mẹ. Mày định mách mẹ cái gì? Con mách mẹ hôm qua bố ôm cô giáo tiếng Anh. Bố hiểu không? Thôi được rồi, bí mật nha. Đi học. Bố ơi, cho con đi học đây. Bố định làm gì đấy? Bố có cách để từ nay không phải đưa con đi học nữa. Cách gì vậy bố? Liệu có ổn không bố? Con yên tâm, cứ nghe theo bố là được nha. Rồi, đi rồi. Cô giáo ơi, tình hình là cháu đau chân, khả năng cô sắp xếp lịch đến tận nhà dạy cho cháu, cô giáo ạ. Thế cháu có đi được không anh? Dạ, cháu không đi được cô giáo ạ. Nói chung là cháu đi khó khăn lắm cô giáo ạ. Thôi được rồi, để em thu xếp lên tận nhà dạy cho cháu anh nhá. Yeah, cảm ơn cô giáo nhiều nhá. Ơ, nhưng mà anh ơi. Mẹ nhanh lên ơi. Nhanh lên chứ nào, mẹ làm bố nhục lắm rồi đấy. Bố thì cô giáo dạy được anh đúng không? Ừ thì sao? Bố có muốn cô giáo về đây không? Con. Thì bố phải cho con đi chơi ở Bixi. Được, đơn giản. Nhưng mà bố phải cho em Khám đi nữa. Thôi được. Nhưng mà cô giáo không đến đây dạy thì sao? Bố yên tâm, con có bí mật của cô giáo. Bí mật gì? Bố muốn cho con đi chơi đá. Khám ơn vào việc. Đừng mua nhiều linh tinh con nha. Thầy ơi. Đi đi bố. Đi chơi vừa thôi con. Ok bố. Từ từ thôi con. Kìa, lại chơi linh tinh cho con. Bố trợ giúp con một tí nữa sao? Thôi em ơi, đồ chơi này xấu lắm đi. Đi vào đây chỉ có cái đẹp cho à? Thích không em? Thôi đi vào đi con ơi. Bố cứ bình tĩnh, đi ngờ cô nói cho bí mật của cô giả cho à? Ờ, chọn tiếp đi con. Ôi, thế nữa này. Mày chẳng làm trò. Thôi, vừa thôi con. Nhiều lắm rồi đấy. Bố cứ bình tĩnh, con sắp nói rồi. Ừ, thử nốt lần này thôi nhá. Thôi được rồi, về thôi. Thế bí mật của cô giáo là gì con? Có gì đâu bố, cô giáo bị hồi nách kìa. Quỷ đen hả bố? Ừ, quỷ đen của bố đây. Làm sao? Con có bảo sao đâu. Mách mẹ mà đi, quỷ đen của bố mày đây. Mách mẹ để cho bố ngủ ra ngoài đường à? Mọi khi anh mách mẹ lắm cơ mà. Mách đi. Không, bố lại mò xuống cô giáo gì con biết thử à? Thôi, giúp bố lần này đi nha. Thôi được rồi, con giúp bố lần này. Thở ra là một quỷ điên, liệu có thể hồn đấy. Mm-hmm.
cái nôi mà xanh lắm. Hả? Nào, con có chú nộp hồ sơ đi. Đây, chú nộp nha. Chú thích học môn gì? Chú học môn tiếng Anh. Hả? Tiếp đi cháu. Chú thích học môn gì? Chú cũng thích học tiếng Anh. Đây. Dừng lại. Chỉ học môn tiếng Việt thôi. Hả? Lão nhỏ quên thân đi. Người tiếp theo. Hết giờ rồi thôi nha. Cô giáo ơi, hết giờ rồi. Thôi đi vào học đi. Ok, thế không đợi bố Hải à? Để bố Hải học sau. Nào, bận cơ cho cô biết đây là quả gì? Xoài to thế. Này, học hành với A Cốt rồi học bây giờ. Vâng. Mẹ xe nồi nhá. À đây rồi. Cô làm cái gì đấy? Anh hơi bị được đấy. Biết đâu, anh cứ tưởng là mẹ xem. Hôm nay trời mưa, cô giáo lấy quần áo của em mà. Lần sau cô giáo mượn quần áo của em nhớ anh nhá. Này, bố qua mẹ xem đi. Mẹ thấy tháng này chi tiêu hơi nhiều đấy. Có khi phải cắt giảm nhân sự. Thế mẹ định cắt giảm gì? Mẹ định cắt giảm tiền ăn, tiền học, tiền điện. Nhất là tiền học thêm của con. Không được, việc học hành của con cái là quan trọng nhất. Không được cắt giảm khoản đấy. Đúng con. Được. Trong hai cô phải một cô tạm thời nghỉ. Thế thì cắt cô tiếng Việt đi. Sao bố lại cho cô tiếng Việt nghỉ? Thì biết rồi đấy. Bố không thích cô tiếng Việt thì cho cô nghỉ còn sao nữa. Cô giáo thông cảm nhá. Vì xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ. Và không ai muốn chia sẻ những gì tôi. Ừ thôi, cho cô giáo về cũng được. Thôi cô về nghỉ ngơi nhá. Vâng. Trường của giáo thật đấy. Giờ về không ai chăm mà chân tay thì đau. Cô mẹ thì bất tử. Ôi, thưa cô, cô giáo cũng mới một mình. Ơ, à, cô giáo có một mình à? Ừ, cô giáo cũng mới một mình ấy. Vậy thôi cô giáo ở lại tôi chăm. Thôi, em về nhà cũng được chị ạ. Nhà có ai đâu mà về hả cô? Đúng đúng đấy, thôi cô giáo ở lại đi. Được anh ạ, nhưng mà chân em đau lắm. Qua lại chân đau có đi được đâu, tôi đi vào đây nhá. Thôi đi vào đi con. Ờ, bố mẹ cô giáo mất bao giờ nhỉ? Ông Hải đâu? Có đâu hôm nay cái tẩy lông này mang ship đi. Ok. Nhớ phải lấy tiền nhá. Ok. Bố Hải nay đi giao hàng sớm thế. Cô giáo ơi, ai kìa đây? À, các em, nay nhỏ nó lai đến. Vâng, cô giáo vào nhá. Ơi, ra lấy hàng chị ơi. Cái gì mà cả hôi nách cho tẩy lông rồi. Anh ơi, hàng gì thế anh? Anh ơi, cho em xin hàng. Em muốn ngắm anh lâu thật lâu. Em biết anh của em bao nhiêu tiền vậy anh? Không không không, không lấy tiền đâu. Thế em cảm ơn nhá, em đi vào luôn đây. Khoan đã. Sao vậy anh ơi? Hình như sáng nay em lai cô giáo đến nhà anh đúng không? Vâng, em là bạn cô giáo mà. Thế em dạy môn gì? Em dạy môn tiếng Anh ạ. Bố mới cho con đi học đàng hoàng cái chưa? Đừng có mà vớ vẩn. Yên tâm, mình thì con gái mà, nhá.
Chào cô giáo ạ. À, bạn Thố đây à? Vâng, con chào cô ạ. Thế con có thích học tiếng Anh không? Con có ạ. Nhưng mà anh ơi, hiện tại bây giờ lớp em đông quá, chắc phải sang tháng em mới sắp xếp cho cháu học được anh ạ. Cô giáo ơi, cô giáo ơi, cố gắng giúp cho bạn tối bạn học đi. Bạn ham học lắm cô giáo ạ. Thôi được rồi, em thấy cháu ham học quá, thế mai anh sắp xếp cho cháu đi học luôn nha. Ơi, cảm ơn cô giáo nha. À, cũng phải cảm ơn cô giáo ạ, con người có mách mẹ. Ý, bố gì muốn tốt cho con thôi. Chào cô giáo nhé, em về đây. Bố hay bị được đấy. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhưng mà mày đừng nói với mẹ nhá. Vâng. Thấy chưa? Thôi, con đi cách nhảy cho bố đi chơi với cô giáo đi. Con chịu. Này, giúp bố tí đi. Yeah.